Song Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Video clip này thì dành cho các bác đam mê âm thanh cổ cũng như đam mê những chiếc đầu băng cối. Và video clip hôm nay một video clip khá là đặc biệt. Bên em sẽ khui thùng và test cho các bác một chiếc đầu băng cối hàng về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc và còn full thùng xốp như thế này. Một chiếc đầu băng cối thuộc top đỉnh cao của Tech đầu 7 với model là Tech 7010 GSL. Một dòng phiên bản đời cao chót vót của hãng cho chất âm rất hay, một cái model chấm hết luôn. Và bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng nhau khui thùng chiếc đầu 7010 GSL. Đấy, tình trạng hàng về thì còn nguyên hộp xốp như thế này. Đấy, bên ngoài thì có cái để giảm chấn này, bên trong này mở ra này các bác sẽ thấy là cái phần hộp xốp đấy, có model của Tech này. Hộp này rất là lớn nhá, quay lên máy thì trông nó nhỏ thế thôi nhưng nó phải to gấp đôi con âm ly luôn. Và bây giờ thì tiến hành tháo cho các bác xem. Đây, trong đây là tình trạng con 7030 full hộp xốp nó như thế này. Xúc tiện của nó đây, thì còn là cái tem gì đây, dây nguồn này, gói chống ẩm của Tech này. Và bây giờ thì em sẽ tháo máy ra. Máy này thì là rất là nặng cho nên là cái việc tháo máy nó tương đối là vất vả. Vâng, trước mắt các bác đó là chiếc đầu băng cối Tech 7010 GSL. 7010 thì riêng Tech đầu 7 thì cực kỳ là chất lượng rồi, chất âm của nó hay, chi tiết và dày dặn, tiếng của nó thì thuộc top đỉnh của chóp rồi, và đỉnh của chóp rồi. 7010 nó có một số đời 7010 trơn, 7010 G, 7010 G MK4, đại loại là một số các cái đời như thế. Đây là cái đời chót cho cái chất âm hay nhất và hoàn hảo nhất. Nó là Tech 7010 GSL thưa các bác. GSL này thì sử dụng đầu từ ferrite siêu bền để chống mòn. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tem gì đây. Đấy, đại loại là tem này là tem viết tay nhé, tem chữ ký. Tem chữ ký thôi. Đấy. Đầu tiên máy mới thì các bác nhìn cho em cái vân gỗ của nó. Nó đã đẳng cấp và chất lượng như thế nào, vân gỗ nổi khối luôn. Đấy, cái vân này các bác già các bác bảo là vân nổi sâu gióm luôn này này. Đấy. Em thì em không biết. Đấy. Rất là đẹp. Những cái dòng sản phẩm mới full hộp xốp như này thì không còn gì phải bàn nhiều. Máy thì thiết kế rất là đẹp, cao, lớn, khủng bố, nặng. Và em này thì nặng, nó cũng phải nặng gần 30 cân đấy các bác nhé. Máy thì cũng chia làm hai phần, phần âm sắc ở phía dưới và phần cơ ở phía trên. Chạy được băng 3, băng 5, băng 7, băng 10 inch, auto reverse 2 chiều. Đấy, các cái chi tiết làm rất là to và khỏe khoắn. Đấy, bánh đà này, bánh tì này. Đấy, tay cầm này. Đấy, nút nguồn. Chúng ta sẽ quan sát phía sau một chút. Các bác nhé. Ở đây là cái phần phía sau của chiếc đầu 7010 GSL. Hình thức thì còn rất là đẹp. Đây, em sẽ hạ máy xuống cho các bác xem. Con này sắc xi 7 màu luôn. Đấy, cái phần phía sau này, đây là cái phần mà nó sẽ bị tiếp xúc với không khí, với môi trường nhiều nhất. Đấy, mà nó còn 7 màu như thế này thì bên trong nó sẽ còn rất là mới. Máy về thì có dây nguồn zin theo máy. Con này thì các cái thông số đây, năm sản xuất hãng cũng in ở dây luôn. Con này thì sinh năm 1971 các bác nhé. Em đã xem rồi. Nó in lên cái dây này luôn. Những cái máy quá là xuất sắc luôn. Và cái hộp thì số seri trên hộp thì trùng số seri ở trên máy. Con máy đáng để sưu tầm. Dây nguồn zin cắm rất là tốt.
con này thì chạy đa nguồn điện, bên em đang để ở 220V, các bác không sợ bị cắm nhầm. Hãng cũng có ghi đây ngày tháng, và con này thì còn nguyên cả cái tem này luôn này. Cái tem này là cái tem ngày tháng sản xuất đây, xuất xưởng đây, đây năm 1972 tháng 5 ngày 24 xuất chúng luôn thưa các bác. Em sẽ mở cái phần lắp phía sau này ra để các bác quan sát được cái phần nội thất, phần cơ, phần mạch âm sắc thì ở bên dưới tháo ra thì nó khá là lâu. Mà những cái con nó đẹp nguyên hộp xốp như thế này thì các bác không phải lo tăn gì về độ mới. Đấy, nó mới, nó đẹp từ cái tấm lắp này của nó thì đã đẹp rồi. Đây, đấy, cái phần nội thất của nó đã bắt đầu hiện ra rồi. Đây, em mời các bác chúng ta cùng xem. Máy sử dụng 4 đầu tư, 3 motor. Tất cả các cái chi tiết này, vàng hồng, óng ánh, long lánh 7 màu luôn. Đấy, các cái linh kiện họ treo ngược như thế này thì nó không bị hứng bụi và nó rất là mới. Đấy, các cái linh kiện họ treo ngược rất là nhiều, các cái dơ le, các thứ. Đấy, phía xa, phía bên trong xa xa thì tất cả xuất xi 7 màu. Cánh quạt này là cũng bằng kim loại luôn chứ không sử dụng cánh quạt nhựa nữa. Đấy, các cái phần này quá là mới luôn. Một con máy ra đời năm 71, năm 72, thực sự là xuất chúng. Trên này là chỉ có phần các cái mạch dơ le và mạch cơ, còn phần dưới mới là mạch âm sắc. Mạch âm sắc của nó cấu tạo như một chiếc âm ly luôn, rất khủng. Bây giờ thì em sẽ cắm lại để em test cho các bác nghe. Con này thì cũng có đường line out, line in như bình thường các cái máy khác thôi. Đấy, toàn bộ các cái rắc cắm còn đẹp như chưa từng cắm rút lần nào. Đây, bây giờ em đã bắt đầu bật điện lên rồi. Em sẽ test cho các bác chất âm của cái con máy này. Full hộp xốp, một cái dòng sản phẩm rất là hiếm, không phải lúc nào có tiền chúng ta cũng có thể là mua được. Không thể mua được luôn chứ, rất là khó. Em sẽ đi vào em test cái chất âm của con máy này cho các bác và chúng ta cùng nghe. Đấy. Em sẽ lắp cái băng 10 vào. Em test cho các bác chúng ta cùng nghe. Treo vào đây đi. Còn nguyên tem cờ. Thôi, bỏ ra ngoài đi. Bác nào lấy thì em lắp vào sau cho các bác. Treo ở đây thì nó không tiện. Bây giờ thì em sẽ test cái chất âm của model này cho các bác chúng ta cùng nghe. Tiếng rất là dày dặn, chi tiết. Nó có thể so sánh với những cái model đình đám của Akai, như là những cái model Akai 646, 747 chẳng hạn. Và chất âm con này không hề thua kém, không hề thua kém một chút nào luôn thưa các bác. Và đây là một siêu phẩm của Tech, full hộp xốp với model Tech 7010 GSL. Đẹp tới 98% full hộp xốp. Con máy này thì shop đặt trần có mức giá bán 26.500.000 đồng, không bao gồm phụ kiện xương băng các bác nhé. 26.500.000 đồng. Các bác nào có nhu cầu thì hãy alo trực tiếp cho em. Bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giá bán sản phẩm là chưa bao gồm phí ship từ các bác. Cặp loa rất là rẻ tiền, cặp loa chỉ 10 triệu đồng.
Trần xin được kết thúc video clip này tại đây. Các bác nào quan tâm chiếc đầu 7010 GSL, mời các bác hãy alo trực tiếp cho em. Xin chào và hẹn gặp lại.